Netizen Trung Quốc than 9 tầng mây xanh khi tất cả nhà máy chuyển sang Việt Nam, như nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề. Vào thời điểm đó, nhà máy giày Zhuezhen đã giải quyết vấn đề sống của hàng trăm nghìn gia đình ở Đông Quan, chưa kể hàng nghìn nhà máy hỗ trợ kể từ khi chuyển đi, toàn bộ tập đoàn đã sa sút. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Tôi cũng chuyển về Đông Quản 4 năm sau khi chuyển đi, tôi đã mất hàng trăm ngàn tệ. Làm thế nào để đi sang Việt Nam? Chi phí có cao không? Ngày nào cũng nói đến việc chuyển nhà máy về đại lục, trừ khi doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân muốn có lợi nhuận, nếu không thì chuỗi công nghiệp không tốt, không thể cạnh tranh với các vùng ven biển. Cùng một loại công việc, lương ở quê tôi chỉ bằng một nửa ở Quảng Đông. Nếu có thể tan sở đúng giờ, anh ấy sẽ đến Quảng Đông. Tất cả chỉ vì sự trói buộc của người già và trẻ em ở nhà mà không thể ra ngoài. Nhà máy này ở Việt Nam có người làm với mức lương 1.500 nhân dân tệ một tháng. Có ai có thể kiếm được 1.500 tệ một tháng ở Đông Quản không? Làm sao có thể như vậy được? Lương ở đây thường là hơn 3.000 nhân dân tệ. Ở Trung Quốc là 2.000 không tính làm thêm giờ. Tôi nghe nói người Việt Nam không làm thêm giờ nhiều nên chi phí nhân công cũng tương đương. Dù bạn có tin hay không thì tùy bạn. Thu nhập dòng của chúng tôi là 1.500 nhân dân tệ mỗi tháng. Phí đi siêu thị của chúng tôi ở đây cũng là 2.000 nhân dân tệ. Không ai sẵn sàng làm việc đó với 3.000 tệ, và chỉ khi mức tối thiểu là 5.000 thì mới có người có thể làm được. 1.500 tệ cho nhân viên bình thường, tôi đã đến thăm nhà máy ở Việt Nam trong năm nay. 3.000 tệ là rất ít rồi. 1.500 tệ một tháng, làm 8 tiếng và nghỉ cuối tuần, trợ cấp ngày lễ, năm bảo hiểm và một quỹ nhà ở. Tay nghề miễn phí, không cần làm nhanh như điều chỉnh dây chuyền lắp ráp trong nước, ở Hà Nội thì ổn, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh có thể thấp hơn một chút. Bạn nói đúng về điều này. Một số người vẫn nói những điều vô nghĩa trên Internet. Những nhà máy này ở đâu có chi phí lao động thấp thì họ sẽ đi. Sẽ đến các nước ở Đông Nam Á. Cái mà các bạn gọi là các ngành công nghiệp cấp thấp, đang nuôi sống một số lượng lớn anh chị em có nền văn hóa thấp sinh ra, trong những năm 80 và 90. Tôi chưa bao giờ làm việc để giải trí mà chỉ để tồn tại. Bây giờ tôi kiếm được khoảng 150 tệ một giờ làm việc. Tôi chỉ làm việc 6 giờ một ngày và không bao giờ làm thêm giờ. Tôi nhận đơn đặt hàng từ nhà máy nhỏ của mình và tự mình làm việc đó. Nếu tôi cho bạn 10 nhân dân tệ một giờ và làm việc trong 10 giờ, bạn có sẵn lòng làm việc đó không? Rất nhiều người chỉ có thể làm việc bán thời gian để kiếm sống. Nhưng ít người thích làm việc bán thời gian. Con gái tôi tốt nghiệp đại học cách đây 3 tháng và đi làm lúc 7 giờ 30 phút sáng. Nhiều bạn cùng lớp không tìm được việc làm và thất nghiệp. Có một số lượng lớn người ở Trung Quốc, chưa học đại học nhưng họ vẫn phải làm việc để tồn tại. Giờ theo đuổi công nghệ cao, doanh nghiệp nhà nước có tuyển được hết không? Công việc cấp cao hay cấp thấp đều phải có người thực hiện. Ai cũng làm công việc cao cấp, lẽ ra phải có người dọn dẹp chứ. Tôi sẵn sàng đi làm. 10 nhân dân tệ một giờ là quá nhiều cho bất cứ ai yêu cầu. Lúc đó con gái vào xưởng điện tử còn khắt khe, nên chúng tôi chỉ vào được xưởng nội thất nhỏ thôi. Khi đó có một số người sẵn sàng vào nhà máy, nhưng chúng tôi có rất ít người vào nhà máy. Em trai tôi từng làm việc ở nhà máy, công việc rất mệt mỏi. Sau đó, tôi làm việc ở công trường với những người khác. Chỉ có công trường thực sự mới hỗ trợ gia đình tôi và mua cho tôi một chiếc xe. Nếu bạn không muốn làm điều đó, tại sao bạn lại nói những điều vô nghĩa với tôi? Một nhóm người sinh vào những năm 1980 vẫn đang làm việc trong các nhà máy. Bạn có nghĩ rằng họ có sự lựa chọn không? Thông thường, nếu tôi no thì người khác sẽ không đói. Giờ đây, những người lao động tạm thời ở Đông Quan, Thâm Quyến, được trả lương 12 nhân dân tệ một giờ, đang gấp rút đi làm và trong thời gian ngắn họ đã lấp đầy chỗ ăn và chỗ ở, vì đang trong kỳ nghỉ hè. Nhiều nhà máy đã chuyển về Việt Nam, tôi nhớ hồi đó phố đi bộ ở Đông Quan chật kín người. Ước lương lúc đó là bao nhiêu? Bây giờ có ai còn làm với mức lương đó không? Đó không phải là nơi từng là một xưởng bóc lột sức lao động sao? Đó là quá trình phát triển của tất cả các thành phố. Sự khởi đầu của ngành công nghiệp dựa trên OEM và dần dần phát triển thương hiệu của riêng mình sau một thời gian dài tích lũy kinh nghiệm và công nghệ. Các nhà máy khác sẽ rút lui bất cứ lúc nào. Tốt hơn là nên rời đi như thế này. Đừng kiêu ngạo như người dân địa phương. Sau khi rời khỏi Kinh Dinh, người dân địa phương không còn ồn ào và yên tĩnh hơn rồi. Đó là một điều tốt. Tập đoàn Gongsheng mở nhà máy chi nhánh tại Việt Nam năm 2003. Tôi đã đến đó. Tôi đến nhà máy số 1 Gongsheng trực thuộc Gongsheng vào năm 1998 và làm việc ở đó được một năm. Điều kiện quá khắc nghiệt và tôi đã quay lại đại lục. Đó không hẳn là vấn đề lao động, còn có nhiều vấn đề chính trị, thuế và tiêu dùng.
Việt Nam hiện có lương khoảng 2.000 đến 3.000, không cần phải làm thêm giờ. Thực tế thì khá mâu thuẫn, lương thấp thì không ai chịu làm, lương cao mà không kiếm được tiền thì sếp cũng không chịu làm nên đành phải phá sản. Hóa ra là ở Việt Nam, tôi hỏi nhà máy lớn ở Đông Quản đi đâu mất rồi. Việc nhà máy giày lớn nhất thế giới có tồn tại hay không quan trọng, điều quan trọng là nhà máy sản xuất chip lớn nhất ở Trung Quốc. Bạn sẽ làm gì với mức lương hàng tháng của mình vào những năm 1990? Lúc đó lương tháng khoảng 1.000. Như bạn nói thì giá nhà ở Tam Á, Hải Nam trước đây chỉ 500 nhân dân tệ 1 mét vuông, nhưng giờ đã lên tới 35.000 nhân dân tệ 1 mét vuông. Sau khi lương ở Việt Nam tăng, họ cũng sẽ chuyển đến những nơi có lao động rẻ hơn. Nếu tôi không chuyển đi, có lẽ tôi sẽ không thể trả nổi tiền thuê nhà. Nó sẽ chuyển đến nơi khác trong một vài năm nữa. Nó không thể ở cùng một chỗ mãi được. Nếu nhà máy vẫn ở Đông Quan, nhiều sinh viên đại học sẽ không phải giao đồ ăn. Có rất nhiều nhà máy nhỏ ở Đông Quan, và sinh viên đại học được chào đón đến làm việc ở Đông Quan. Những nhà máy này chỉ có những người ở độ tuổi 60, 70 không còn chịu đựng được sự vất vả của những người sinh năm 1980, nên cuối cùng sẽ khó tuyển được người. Nếu thu nhập hiện tại của bạn vẫn là 2.000 thì xưởng giày sẽ không chuyển đi. Làm sao có thể có 2.000? Năm 1998, một tháng chỉ có mấy trăm tệ. Các biện pháp trừng phạt là lý do chính và tiền lương không phải là lý do chủ yếu. Điều tôi đang nói là bây giờ nếu lương của bạn vẫn là 2.000, thì xưởng giày sẽ không chuyển đi. Quá khứ không thể quay trở lại, những gì mất đi thường là điều tốt đẹp nhất. Bạn có nghĩ hơn 1.000 một tháng là tốt nhất không? Khi chi phí lao động tăng lên, các ngành công nghiệp cấp thấp sẽ tự nhiên chuyển dịch. Lý do thực sự không phải là vấn đề đó. Đó là vì tiền thuê đất tăng vọt, và tất cả các loại thủ tục rườm rà đều được thực hiện. Các ngành công nghiệp cấp thấp cuối cùng sẽ được thay thế bởi các ngành công nghiệp cao cấp. Đây là sự phát triển tất yếu. Vấn đề là công nhân công nghiệp có thể tìm được việc làm ở đâu bây giờ? Đừng di chuyển đi nữa. Giờ đây, thậm chí tôi không thể trả tiền thuê nhà rồi. Vấn đề không phải ở vấn đề tiền lương. Chi phí lao động ở Việt Nam và ta là như nhau. Sản phẩm của Trung Quốc phải chịu mức thuế cao khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ, nhưng xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ lại không phải chịu mức thuế cao. 30 năm trước, chúng ta cũng có mức lương thấp và đã cướp đi công việc của 4 con hổ châu Á. Vì vậy, tình thế đã thay đổi. Mọi thứ đang thay đổi. Không có nếu ở đây. Chẳng trách chất lượng giày ở đó ngày nay kém đến vậy. Tôi thấy giới trẻ ngày nay đơn giản là không muốn vặn vít. Hay đến Đông Quan, Thâm Quyến và xem có bao nhiêu bạn trẻ đang xếp hàng đăng ký mỗi ngày. Tôi không thể tìm được một công việc ở Việt Nam với mức lương 2.000 nhân dân tệ một tháng sao. Có thể nói bây giờ không có thất nghiệp, làm hay không là do bạn. Hãy đến đây và tôi sẽ giới thiệu cho bạn. Mỗi tháng phải tốn hơn 4.000 nhân dân tệ để tìm một nhân viên bảo vệ ở Quảng Đông. Vì vậy, những người này chỉ có thể bắt nhịp. Nhà máy ở đây cho rằng lương thấp và không chịu làm việc. Khi mọi người chuyển đi, họ nói thật đáng tiếc. Quả thực, các nhà máy có vốn nước ngoài sẽ cho bạn từ 6 đến 7.000 một tháng, trong khi các công ty trong nước sẽ cho bạn từ 3 đến 4.000 một tháng. Nếu bạn không làm thì người Trung Quốc sẽ cạnh tranh với người Trung Quốc. Công việc bảo vệ không phải là thứ bạn có thể dễ dàng tìm được. Tôi chỉ giúp một người họ hàng tìm được công việc bảo vệ khi đi ngang qua thôi. Bạn vẫn sẵn sàng quay lại làm việc ở một nơi có thời gian làm thêm dài và lương thấp, chứ? Nếu ở Đông Quan, nhiều người sẽ nói đó là một công xưởng bóc lột sức lao động. Nếu mọi người đều sẵn lòng nhận mức lương hàng tháng là 1.000 nhân dân tệ, họ sẽ không chuyển đi. Nhưng chi phí sinh hoạt không đủ để trang trải tiền thuê nhà và tiền điện. Trước đây không có ai có thể kiếm được 1.000 nhân dân tệ một tháng. Sau này, tiền lương ngày càng cao hơn. Có nhiều lý do cho việc này. Chúng tôi đã kiểm tra hết nơi này đến nơi khác. Qua những bình luận trên từ netizen Trung Quốc, có thể rút ra một số kết luận về cách họ nhìn nhận Việt Nam trong bối cảnh các nhà máy chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Nhiều netizen cho rằng, mức lương tại các nhà máy ở Việt Nam thấp hơn đáng kể so với Trung Quốc, khoảng 1.500-3.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Trong khi đó, lương ở các khu vực sản xuất tại Trung Quốc như Đông Quan có thể lên tới hơn 3.000, 5.000 tệ. Do vậy, họ nhận thấy rằng chi phí lao động thấp tại Việt Nam là lý do chính để các nhà máy chuyển dịch. Một số ý kiến cho rằng, người Việt Nam có xu hướng chấp nhận làm việc với mức lương thấp hơn mà không cần tăng ca quá nhiều, trong khi nhiều công nhân Trung Quốc đòi hỏi mức lương cao hơn. Điều này dẫn đến cảm giác rằng, các nhà máy sẵn sàng chuyển sang các nước có chi phí lao động thấp để tiết kiệm chi phí. Nhiều người Trung Quốc cảm thấy tiếc nuối cho những ngành công nghiệp thấp cấp đang dần biến mất bởi các công việc này đã từng là nguồn sống cho rất nhiều người dân. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng khi chi phí lao động và sinh hoạt tại Trung Quốc tăng, các nhà máy sẽ tìm cách di rời để duy trì lợi nhuận.
Một số netizen nhận định rằng quá trình phát triển của các thành phố lớn tại Trung Quốc phải dựa trên việc tích lũy kinh nghiệm và công nghệ, từ đó nâng cấp dần sang các ngành công nghiệp cao cấp hơn, thay vì tiếp tục duy trì các công việc giản đơn. Một số người bày tỏ sự mâu thuẫn khi nhìn thấy các nhà máy di rời. Họ vừa tiếc nuối cho công việc biến mất ở Trung Quốc, nhưng cũng không muốn làm việc với mức lương thấp hoặc điều kiện lao động khó khăn tương tự ở các nhà máy tại Việt Nam.